Nói chung á là chọn mỹ phẩm nó cũng giống như chọn chồng, chọn người yêu vậy. Mắc rẻ không có quan trọng, quan trọng là nó phải hợp. Đó là sự khác biệt giữa mắc và rẻ đó mọi người. Bởi vậy người ta mới gọi là cái mặt tiền, đó là cái mặt tốn tiền đó. Và như tiêu đề của video hôm nay thì hôm nay mình sẽ nói về những cái lời đồn kinh điển mà mọi người đã nghe rất rất nhiều về chăm sóc da. Trước khi vào video, mọi người đừng quên nhấn cho mình một like và một subscribe để theo dõi những video tiếp theo của mình, đồng thời click vào cái chuông bên cạnh để khi mà mình ra video thì mọi người sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nha. Và bắt đầu thôi, let's go. Điều thứ nhất á là không được phép nặng mụn. Mình biết là mọi người đã từng đọc rất là nhiều thông tin mà được rất là nhiều người khuyên á là không có được nặng mụn, tại vì nặng mụn là sẽ làm cho mụn chúng ta bị viêm nhiễm, nó sẽ lây ra những cái vùng da xung quanh, làm cho tình trạng da của chúng ta trở nên tệ hơn, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà thực chất á là cái việc nặng mụn nó không có sai, chỉ là chúng ta thực hiện cái việc nặng mụn nó không có đúng cách. Và cái nguyên tắc thứ nhất trong cái việc nặng mụn á là chúng ta chỉ được phép nặng những cái loại mụn mình có thể nặng được. Những cái loại mụn á mà có thể nặng được là những cái loại mụn mà nó đã gom cái cột trắng á và nó đã trồi lên trên rồi. Còn những cái loại mụn mà không nặng được là những cái loại mụn mà nó đang viêm sưng, như là mụn trứng cá nè, mụn bọc nè, mụn mà nó chưa có đầu mà khi mà mình sờ lên mà mình cảm thấy đau đau á, thì đó là những cái loại mụn mà chúng ta không có được nặng. Và nguyên tắc chung trong cái việc mà xử lý các loại mụn mà không có được nặng như vậy á là chúng ta phải chờ good thing take time, mà đúng không? Mình biết á là tâm lý của mọi người á, khi mà nhìn vào gương mà mọi người thấy cái cục mụn nó chà bá vậy thì mọi người sẽ rất là muốn đè nó ra nặng cho bằng được, đúng không? Nhưng mà cái việc mà mọi người cố nặng những cái cục mụn mà nó chưa có nặng được thì chỉ làm cho mụn của chúng ta nó sẽ bị vỡ cái ổ mụn ở dưới da nè, và nó sẽ lây lan qua những cái vùng khác, và nó sẽ để lại thâm lâu hơn, và những cái khác như là sẹo lồi, sẹo lõm, vân vân, rất là nhiều. Và có một cách mà để cho những cái mụn viêm này nó gom cò nhanh hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm chấm mụn mà nó có chứa thành phần BHA nè, benzoyl peroxide hoặc là sulfur. Một số sản phẩm chấm mụn gợi ý cho mọi người: Mario Badescu Rain Lotion, sản phẩm được thiết kế để điều trị mụn mủ và mụn đầu trắng nhờ có chứa ba thành phần nổi tiếng trong việc trị mụn là salicylic acid, sulfur và zinosis. Các bạn lưu ý là không được lắc lên mỗi khi sử dụng, mà chúng ta chỉ cần dùng tăm bông để nhúng vào cái lớp màu hồng dưới đáy và chấm lên nút mụn nha. Một em nữ đến từ nhà La Roche-Posay, kem trị mụn của La Roche-Posay có chứa 5% benzoyl peroxide. Ngoài ra còn có chứa các hoạt chất LHA giúp tẩy da chết, làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. The Body Shop Tea Tree Oil, nếu nói về các sản phẩm chấm mụn thì em này là một trong những sản phẩm đình đám nhất. Tinh dầu tràm trà có khả năng kháng khuẩn và chống viêm. Mọi người chỉ cần chấm lên những cái vết mụn mà đang viêm sưng thì nó sẽ giúp cho mụn gom cò nhanh hơn, và sau khi mà mụn lặn thì sẽ ít để lại vết thâm hơn. Và khi mà những cái nốt mụn đó mà nó đã gom cò, nó trồi lên trên rồi, mà khi mà sờ vào chúng ta không còn cảm thấy đau nhức nữa thì lúc đó mình mới có thể nặng được. Thì tốt nhất là mọi người nên lựa chọn những cái spa hoặc là những cái bệnh viện da liễu uy tín để mà mình lấy nhân mụn. Nhưng mà nếu mà bất đắc dĩ mà mọi người phải nặng mụn ở nhà thì nhớ là trước khi nặng mụn mình phải rửa tay thật là sạch nè. Và quan trọng nhất là những cái dụng cụ mà mình nặng mụn phải được làm sạch tuyệt đối để không có gây nhiễm trùng nha. Điều thứ hai là massage da theo chiều từ dưới lên thì da của chúng ta sẽ được nâng lên. Nếu mà đơn giản chỉ là massage theo cái cách đó mà da của chúng ta tới già tới chết luôn nó vẫn luôn căng bóng thì chắc là mấy cái dịch vụ mà làm căng da mặt trong mấy cái thẩm mỹ viện là nó dẹp tiệm hết rồi, đúng không? Nhưng mà cho dù mọi người vuốt lên hay vuốt xuống, vuốt sang trái hay vuốt sang phải gì cũng là tác dụng lực lên da, làm kéo giãn những cái sợi mà elastin và collagen của da. Mà nếu mà cứ lặp đi lặp lại lâu ngày như vậy á thì da của chúng ta cũng sẽ bị sệ thôi. Và cái cách tốt nhất á là mọi người khi mà apply sản phẩm thì chỉ nên vỗ nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nên mà kiểu miết miết da. Thì như vậy á thì chúng ta sẽ giảm được cái quá trình mà hình thành nếp nhăn nè, và sẽ giúp cho da của chúng ta có một độ đàn hồi tốt hơn nha. Và thứ ba là những cái mỹ phẩm đắt tiền sẽ luôn có một cái chất lượng tốt hơn. Mình biết là tâm lý của mọi người khi mà mua hàng thì mọi người sẽ nghĩ là những cái mỹ phẩm high end đắt tiền á nó sẽ luôn có một cái chất gì đó làm cho da của mọi người đẹp lên trông thấy, và mọi người sẽ luôn bị cái tư tưởng là tiền nào của nấy. Thì tất nhiên là nó
nó cũng chỉ đúng có một phần thôi. Ở đây mình không có thể nào mà so sánh được giữa những cái hãng mà high-end và những cái kem trộn bán ra trên thị trường nha. Ý mình là những cái hãng mà drugstore giá học sinh sinh viên á. Thì trước hết á, mình phải hiểu được giữa mắc và rẻ, tốt và xấu. Mình không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà đối với mình á, một cái sản phẩm rẻ là một cái sản phẩm mà cái giá tiền của nó phù hợp với cái công dụng của nó, chứ không phải là cứ 100-200 ngàn á, thì mình sẽ kêu nó rẻ. Và không nhất thiết là mình phải mua hết những cái mà mỹ phẩm high end thì da mình nó mới đẹp được. Mình phải hiểu được là nhu cầu của da và tình trạng da của mình thực sự cần gì. Và kinh nghiệm của mình á, khi mà lựa chọn sản phẩm á, thì những cái sản phẩm mà làm sạch và cấp ẩm á, thì mình có thể lựa chọn những cái hãng drugstore thì mình thấy nó cũng rất là xịn sò luôn rồi. Còn những cái mà mình nên đầu tư tiền một chút như là serum, là những cái treatment mà nó đặc trị hơn như là BHA, retinoid này kia, thì mình nên lựa chọn những cái brand mà nó chuyên sản xuất về cái đó, thì khi mà mình sử dụng á, mình sẽ cảm thấy an tâm hơn. Và những thứ mà mình nên đầu tư tiền một chút là kem chống nắng và foundation. Thì có thể nói kem chống nắng á, là một cái loại mỹ phẩm mà khó chọn nhất luôn. Do vậy á, là những cái loại kem chống nắng mà nó có kết cấu mỏng nhẹ mướt nè và chống nắng tốt thì sẽ thường có giá nó không hề rẻ. Và foundation nó cũng vậy. Khi mà mình xài những cái loại foundation mà giá nó rẻ thì khi mà mình đánh lên da mình cảm giác như là da đi một đằng mà kem nó đi một nẻo luôn á, nó không có tiệt vào da mình một chút nào luôn, và cái độ che phủ của nó không có ok cho lắm. Còn khi mà mình dùng những cái loại mà foundation nó có giá đắt hơn một tí, nhưng mà khi mà mình đánh lên da thì mình cái lớp nền của mình rất là đẹp và nó rất là mướt da và nó rất là ăn vào da luôn. Đó là sự khác biệt giữa mắc và rẻ đó mọi người. Thật sự là không có cái gì mà vừa ngon bổ rẻ đâu. Bởi vậy người ta mới gọi là cái mặt tiền, đó là cái mặt tốn tiền đó. Còn sau á, thì mình thấy là dùng high end hay drugstore vậy thì nó cũng như nhau thôi. Tại vì mọi người đi ra đường, người khác nhìn vào người khác cũng đâu có thể nào mà nhận ra được là a con nhỏ này xài màu này của Louboutin nè, con nhỏ này xài màu này của YSL nè, làm sao mà nhận ra được, đúng không? Mình thấy á, màu son đẹp hay không thì còn tùy vào cái cách mà mọi người mix cái màu son đó với cái cách mà mọi người đánh son nữa. Còn về bảng mắt á, thì mình thấy những cái loại rẻ thì nó sẽ nhiều bột hơn và nó đánh lên nó sẽ không có đều như là mấy cái hãng chuyên như là Urban Decay này kia được. Nhưng mà nhìn chung thì đánh lên cũng khá là ổn. Thì mình nghĩ là những ai mà lâu lâu mới make up thì có thể lựa những cái loại của các hãng drugstore thì cũng rất là ok luôn rồi. Còn ai mà muốn học chuyên về make up hoặc là thích make up á, thì mình nghĩ bảng mắt cũng là một món mà mình nên đầu tư tiền một tí. Nói chung á là chọn mỹ phẩm nó cũng giống như chọn chồng, chọn người yêu vậy á. Mắc rẻ không có quan trọng, quan trọng là nó phải hợp. Điều thứ tư á là da dầu sẽ lão hóa chậm hơn da khô. Trời ơi, điều này mà là thật, là những ai mà da dầu giống như tôi sẽ rất là mừng luôn. Nhưng mà đời sẽ không như là mơ đâu mọi người. Sự thật là cái tốc độ lão hóa nó sẽ không có liên quan gì đến vấn đề da dầu hay da khô hết. Nguyên nhân chính mà hình thành nếp nhăn á là do là bị giảm collagen nè, không bôi kem chống nắng khi mà ra đường nè, hoặc là chúng ta cười nhiều quá thì cũng sẽ bị nhăn ở đây, hoặc là cái chán chúng ta mà nhăn câu có nhiều quá thì nó cũng sẽ bị nhăn trên trán. Sở dĩ mà da dầu mà ít bị lão hóa hơn da khô là do là cái lượng dầu tự nhiên mà da tiết ra nó sẽ làm cho da của chúng ta ẩm hơn. Cơ bản là da dầu thường sẽ dày hơn da khô, cho nên là da dầu sẽ ít bị nếp nhăn trên trán hơn da khô. Nhưng mà những cái vùng da khác như là vùng mắt, vùng mũi này kia vẫn bị lão hóa như bình thường nếu mà không chăm sóc kỹ. Và cái dấu hiệu lão hóa không chỉ là nếp nhăn mà còn là những cái khác như là tàn nhang, nám nè và sệ da vân vân rất là nhiều. Do vậy là cho dù làn da nào đi nữa thì mọi người vẫn phải chăm sóc thật kỹ, làm sạch và dưỡng ẩm đầy đủ, bôi kem mắt nè, và cho dù đi ra đường có một phút thôi vẫn phải bôi kem chống nắng nha mọi người. Và mọi người cũng có thể bổ sung các viên uống collagen để bổ sung collagen từ bên trong cơ thể nha. Và lầm tưởng thứ năm cũng là lầm tưởng cuối cùng là dùng toner sau khi rửa mặt để cân bằng độ pH. Mọi người vẫn hay lầm tưởng á, là sau khi rửa mặt thì da của chúng ta sẽ mất đi cái độ pH. Mọi người nghe cái câu đó xong mọi người hiểu được cái vấn đề không? Cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải dùng toner sau khi rửa mặt, mà là vấn đề là chúng ta phải thay đổi sự rửa mặt như thế nào để có một cái độ pH ổn định hơn. Và công dụng của toner chỉ để làm sạch và cấp ẩm, chứ toner không cân bằng được độ pH trên da. Tại vì da của chúng ta không phải là chất lỏng, mà cái gì không phải là chất lỏng thì sẽ không có cái độ pH. Cho nên là toner chỉ để làm sạch và cấp ẩm cho da thôi. Lotion và toner nó sẽ có công dụng tương tự
với nhau là làm sạch và cấp ẩm. Chỉ là lotion đó, nó sẽ có cái kết cấu đặc hơn, cho nên là ai mà vừa sử dụng toner vừa sử dụng lotion, nếu mà mọi người muốn rút ngắn những cái bước skincare của mình lại thì mọi người có thể skip qua bước toner nha. Và đó là năm lầm tưởng mà mình đã nghe rất nhiều từ trước đến giờ. Skincare nó rất là đa dạng, mọi người nghe như vậy nhưng mà chưa chắc nó lại là như vậy. Thì mình mong là cái video này sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về những cái lầm tưởng mà mọi người đang mắc phải. Và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video của mình. Mọi người có thể follow Instagram của mình ở đây. Đừng quên nhấn cho mình một like và một subscribe để theo dõi những video tiếp theo của mình. Đồng thời click vào cái chuông bên cạnh để khi mà mình ra video thì mọi người sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nha. Và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video của mình. Love guys.